New Zealand sẽ cấm cài TikTok trên các thiết bị có quyền truy cập vào mạng của Quốc hội nước này từ ngày 31 tháng 3 tới do những lo ngại về an ninh mạng. Trước New Zealand, Mỹ, Anh và Bỉ cũng đã có quyết định tương tự. Qua quá trình thảo luận và tham vấn, dịch vụ nghị viện New Zealand xác định rằng những rủi ro tiềm ẩn từ việc sử dụng TikTok là không thể chấp nhận được trong môi trường Quốc hội New Zealand hiện nay. Hiện tập đoàn ByteDance Trung Quốc, chủ sở hữu của TikTok, chưa phản hồi quyết định trên của New Zealand. TikTok luôn khẳng định nền tảng này đã chi hơn 1,5 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt và bác bỏ mọi cáo buộc gián điệp. TikTok hiện thu hút hơn 1 tỷ người dùng trên toàn thế giới, trong đó có 150 triệu người dùng trên khắp châu Âu và khoảng 100 triệu người dùng tại Mỹ. Giới chức nhiều quốc gia đang lo ngại nguy cơ rò rỉ dữ liệu đối với những người dùng ứng dụng này. Nhân viên tại 4 sân bay lớn ở Đức ngày 17 tháng 3 đã tham gia cuộc đình công nhằm gây sức ép với giới chủ trong quá trình đàm phán tăng lương và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Khoảng 89.000 hành khách bị ảnh hưởng do các cuộc đình công này. Nhân viên an ninh hàng không làm nhiệm vụ kiểm soát hành khách, nhân sự và hàng hóa, cũng như bộ phận dịch vụ công của các sân bay Düsseldorf, Köln, Bonn, Stuttgart và Karlsruhe, Baden-Baden đã tham gia cuộc đình công từ sáng 17 tháng 3 đến sáng 18 tháng 3. 681 chuyến bay bị hủy và khoảng 89.000 hành khách bị ảnh hưởng do các cuộc đình công này. Tại sân bay Düsseldorf, có 361 chuyến bay bị hủy, ảnh hưởng tới 43.500 hành khách, trong khi tại sân bay Köln, Bonn có ít nhất 100 trong tổng số 148 chuyến bay chở khách bị hủy, trong đó có 60 chuyến cất cánh và 40 chuyến hạ cánh. Giới chủ gần đây đã đề nghị tăng lương tuyến tính 3% trong năm nay và thêm 2% vào năm tới. Tuy nhiên, nghiệp đoàn Verdi đã bác đề nghị này, yêu cầu tăng thêm 10,5% một tháng và tối thiểu 500 euro một tháng cho khoảng 2,5 triệu nhân viên. Báo cáo Kinh tế số Đông Nam Á năm 2022 cho biết Indonesia chiếm khoảng 40%, tương đương 77 tỷ đô la Mỹ trong tổng giá trị giao dịch kinh tế kỹ thuật số của khu vực. Giá trị các giao dịch kinh tế kỹ thuật số của Indonesia trong năm 2022 đã tăng 22% so với năm trước đó. Một trong những yếu tố hỗ trợ sự phát triển này đó là số lượng các công ty công nghệ tài chính fintech vốn có khả năng tạo ra các dịch vụ tài chính hiệu quả và dễ tiếp cận hơn. Tính đến tháng 1 năm 2023, Indonesia có 102 fintech kết nối người vay và người cho vay hoặc cung cấp dịch vụ cho vay ngang hàng, 97 sáng kiến đổi mới tài chính kỹ thuật số đã được đăng ký. Đánh giá tín dụng đổi mới là một trong những bước đột phá cho các chủ sở hữu doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa muốn tiếp cận tín dụng nhưng không có khả năng tiếp cận các ngân hàng. Hãng dược phẩm Sanofi của Pháp cho biết sẽ giảm 78% giá thành thuốc insulin, thuốc được kê đơn nhiều nhất tại Mỹ cho các bệnh nhân điều trị bệnh tiểu đường. Insulin là loại thuốc được kê đơn rộng rãi nhất ở Mỹ. Kể từ đầu năm 2024, công ty Sanofi sẽ giảm tới 78% giá niêm yết của thuốc insulin và giới hạn giá thành ở mức 35 đô la Mỹ mỗi tháng cho những người có bảo hiểm. Điều này sẽ tăng khả năng tiếp cận và khả năng chi trả của hàng triệu bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường trong nhiều năm. Trước đó, hãng dược của Mỹ Eli Lilly đã tuyên bố sẽ giảm 70% giá thuốc insulin. Hãng Novo Nordisk của Đan Mạch cũng cho biết họ sẽ giảm 75% giá thành của loại thuốc này. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi các nhà sản xuất insulin hạ giá loại thuốc cần thiết để cứu mạng hàng triệu người mắc bệnh tiểu đường tại nước này. Ông cho rằng chi phí sản xuất insulin chưa đến 10 đô la Mỹ, nhưng người Mỹ đã phải trả tới 300 đô la Mỹ để tiếp cận liệu pháp điều trị này. Theo CDC Mỹ, tỷ lệ người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường ở quốc gia này đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua, làm ảnh hưởng đến 37,3 triệu người.